Để bác nào thích nghe nhạc hay này, vừa nghe nhạc hay vừa có thể hát nghêu ngao thì em nó đây ạ. Con này được thiết kế với lại con bát dưới cùng là bát 30, con bát 30 dưới cùng các bác nhé, dưới cùng con 30, trên là 25, tất cả đều là bát thật hết ạ, bát thật. Và đặc biệt cái độ sâu, các bác nhìn cái độ sâu của lòng này cực kỳ khủng, con này khủng luôn. Con loa này nó quá nặng, quá nặng. Con này màng giấy cảm giác như kiểu có cả là một lớp trắng để chống chống như kiểu chống nước ạ. Gân cao su vẫn còn zin hết cả trên này. Tép kèn đây, tép kèn nó phải đến 37, 37, 35, 35, 30, 35. Tép kèn nó khủng. Đây là chung kèn này. Tép kèn tiếp trên này. Đấy, tên logo nó dập hết đây. Con này đường kính của ngang của thùng nó 45, ngang thùng 45, sâu thùng nó tầm 35, sâu 35. Chiều cao xem nào, 1, 2, 3, 4, cao 90 ạ, cao 90. Con này em bắt đầu cần em khui củ cho các bác nhé, có củ có ảnh nhé, bắt đầu cần em gửi cho. Đây, tên của em nó đây ạ. Đây, model của đây, Sparkler AB7. Con này đôi của nó là 500W một đôi này, 500W một đôi, 500W một đôi, trở kháng 4 ôm. Con này có hai tác chỉnh cho giải chung và giải tép này. Đây, giải chung và giải tép. Đôi loa này phải nói cực kỳ là nặng luôn ạ. Cực kỳ nặng các bác nhé, cực kỳ nặng luôn. Các bác cần em sẽ khui khui củ hàng cho các bác luôn. Rất là nặng luôn. Đấy. Con này một mình không thể bê được không? Một mình không thể bê được con loa này. Phải hai người khênh cũng đã méo mồm rồi. Đôi này mức giá 22 triệu à? 22 triệu các bác.